Thưa quý vị, cùng với việc lựa chọn và sử dụng các thực phẩm rau quả hàng ngày, thì các loại trái cây tươi là mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn và sử dụng nhiều hơn trong các bữa ăn. Thế nên ngoài việc lựa chọn trái cây tươi ngon và đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm được mọi người đặc biệt quan tâm. Trái cây tươi ngon được sử dụng hàng ngày không chỉ kích thích vị giác mà còn là nguồn thực phẩm trực tiếp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, vitamin cho cơ thể con người. Nên trái cây cũng được xem là thực phẩm thiết yếu mà bất kỳ ai cũng chọn mua cho gia đình người thân. Do khí hậu nhiệt đới, vì vậy hầu như trái cây tươi ở nước ta có quanh năm, mùa nào thức nấy và mặt hàng trái cây được bày bán khắp nơi. Với khoảng 8.600 hecta diện tích trồng cây ăn trái, Bà Rịa Vũng Tàu là vùng đất nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản thơm ngon như nhãn xuồng cơm vàng, mãn cầu ta, thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh. Là nguồn cung cho thị trường trái cây trong tỉnh vào chợ các loại. Thông qua bán lẻ trực tiếp, chợ là nơi cung cấp trái cây chủ yếu cho người tiêu dùng. Tôi chọn lựa những cái trái cây chín mà mọng, mềm tay, lựa để vắt nước cam cho gia đình. Có trái cây khác thì mình hay mua nho, mua cam gì đó, cam bắc ấy. Tôi vẫn mua của cam của chị này, tại vì chị này chị bán hàng rất là chất lượng. Thành ra cứ mua mối của chị này thôi, không có mua của người khác nữa. Thường thì em rất là ít khi mua hàng ở chợ, mua hoa quả trái cây ở chợ. Ví dụ như là mít thì hay bị chặt đầu và em nghe là người ta nói là hay bị ngâm hóa chất đó. Thế nên em đặc biệt là em sẽ không mua những trái cây gì đó. Thường thì em hay mua táo xuất khẩu ạ, táo nhưng mà táo và lê ở trong siêu thị đó ạ. Nhưng ở ngoài này thì thường là những trái táo này hầu như là táo của Trung Quốc cho nên em sẽ không mua. Mua trái cây ở chợ cũng như là mua những thực phẩm ở chợ thì mình cũng chưa thực sự là yên tâm hẳn ạ. Vì là thực ra cũng chẳng có dán tem kiểm định hay là gì cả, bởi vì ở chợ thì làm gì có đâu, không có người kiểm soát. Cũng như là chỉ có ban quản lý chợ thì họ chỉ kiểm soát chung thôi, không thể kiểm soát kỹ được như ở trong các siêu thị lớn. Tại các chợ nói chung, hầu hết sạp kinh doanh trái cây được bố trí ở phía ngoài cổng hoặc mặt ngoài chợ tiếp giáp với đường đi, nhằm tạo thuận lợi cho nhu cầu mua bán. Quy mô các sạp thường nhỏ lẻ. Tuy nhiên, do là mặt hàng tươi nên các tiểu thương cũng rất chăm chút trong khâu bảo quản để giữ cho trái cây tươi tránh bị héo dập. Được biết, các tiểu thương lấy nguồn hàng từ các chợ đầu mối. Một số loại trái cây chủ sạp thu mua của người trực tiếp trồng trọt thu hoạch hoặc tại các mối quen. Tuy nhiên, có một thực tế là đối với trái cây nội bán tại các chợ thì có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhưng một số loại trái cây ngoại nhập chưa được quan tâm đến nguồn gốc, cũng như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn những cái mặt hàng nó thật là ngon mà đảm bảo an toàn cho khách. Từ vì là chị bán hàng này cũng là được hơn 20 năm. Nên là chị mua hàng là có mối tuyển chọn hàng ngon, bán hàng có uy tín. Thì hàng Trung Quốc thì thỉnh thoảng chị cũng có lấy. Rồi thì hàng Mỹ chị cũng có, nhưng mà đại loại là ít, chị là chủ yếu là bán hàng Việt. Cái trái cây về cái kiểm soát, về cái nhập khẩu ấy, thì chị cũng không có biết kỹ về cái lúc kiểm soát ở ngoài cửa khẩu lắm. Nhưng mà chị chỉ biết là nhập những cái hàng nào mà chị cảm thấy mà ngon, bán khách hàng người ta ăn, người ta cảm nhận được là ngon và an toàn, không thấy ai bị vấn đề gì ấy, thì chị yên tâm là chị giữ những cái mối đó. Trên địa bàn tỉnh hiện nay thì cái sản lượng trái cây mà người dân tiêu thụ thì cũng tương đối là nhiều. Thì ngoài cái nguồn gốc trái cây xuất xứ ở trong nước thì còn có những cái lượng nguồn gốc trái cây nhập khẩu Mỹ, ở Trung Quốc và New Zealand. Thì để kiểm soát cái chất lượng trái cây trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 thì Chi cục Quản lý Chất lượng Nông sản và Thủy sản chúng tôi cũng đã lấy 20 mẫu trái cây để kiểm tra ba cái nhóm chỉ tiêu chính là nhóm chỉ tiêu vi sinh, kim loại và thuốc bảo vệ thực vật. Thì cái kết quả kiểm tra của 20 mẫu này thì đều âm tính. Đó chứng tỏ là cái chất lượng về trái cây trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt và đảm bảo cái an toàn thực phẩm. Mặt khác, tình trạng bán trái cây tại vỉa hè lòng đường còn tồn tại ở nhiều nơi. Trong đó phải kể đến một bộ phận người tiêu dùng vẫn giữ thói quen mua trái cây tại chợ cốc, hàng rong vì tiện lợi, nên vấn đề kiểm soát trái cây an toàn vẫn còn khó khăn. Thì đối với các ngành hàng thực phẩm hiện nay là thịt heo, thịt gà, thịt bò thì chúng tôi kiểm soát ở cái đầu vô. Còn đối với mặt hàng trái cây thì hầu hết là bà con kinh doanh ở đây là nhập hàng từ chợ đầu mối, chợ Bà Rịa, và ngoài ra thì có lấy ở các cái địa phương lân cận
ví dụ như Hòa Long, Long Phước, Ngãi Giao, rồi là kể cả trên Đồng Nai nữa xuống đây. Nhưng mà chủ yếu là cái hàng gọi là tự sản tự tiêu, là cái hàng nhà vườn. Thế thì những cái mặt hàng này thì nói chung là chúng tôi cũng rất khó kiểm soát trong cái việc mà rau, trái cây. Thế nhưng mà tuy nhiên thì các cái chợ đầu mối thì đều có cái kiểm dịch, kiểm nghiệm vấn đề về đảm bảo cái an toàn. Nắm bắt nỗi lo sợ trái cây nhập không rõ nguồn gốc, những năm gần đây, một số cửa hàng đã chuyển sang kinh doanh mặt hàng hoa quả nhập khẩu, xây dựng thương hiệu trái cây an toàn. Sự ra đời của các hệ thống cửa hàng này mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn phong phú hơn, phần nào giúp khách hàng yên tâm về nguồn gốc trái cây nhập khẩu và chất lượng sản phẩm. Trong đó phải kể đến hệ thống siêu thị Co-op nói chung, Bách Hóa Xanh, khu vực trái cây tươi được sắp xếp riêng biệt, có thiết bị bảo quản, nguồn gốc trái cây được giám sát kiểm tra. Những nơi này lấy được lòng tin, duy trì được lượng khách hàng thân thiết, do luôn cam kết cung cấp hoa quả sạch được phân phối và nhập khẩu chính thức, có nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn rõ ràng từ các nước như Mỹ, Úc, New Zealand, Canada. Những sản phẩm trái cây còn đảm bảo tươi ngon, chất lượng. Bên em ưu tiên những mặt hàng hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc biệt là trái cây, rau củ thì bên em ưu tiên chọn những nhà cung cấp có uy tín, có thương hiệu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo cho người tiêu dùng. Thì chiếm được lòng tin cậy của người tiêu dùng thì người tiêu dùng người sẽ quay lại. Giá cả bên em thì hợp lý, mặt hàng mua sắm thì đa dạng. Để nâng cao chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh trái cây ở chợ nói chung, cũng như quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, theo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, thì Chi cục đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và chủ động thanh tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở chuyên kinh doanh trái cây, vi phạm về chất lượng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là trách nhiệm của người kinh doanh mặt hàng trái cây và người tiêu dùng cần nhận thức đầy đủ hơn về trái cây an toàn và biết cách chọn lựa nhằm phòng tránh các mối nguy từ trái cây bẩn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, việc chọn mua trái cây sạch, an toàn và đảm bảo chất lượng là một vấn đề đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của các bà nội trợ. Vậy, chọn trái cây như thế nào để vừa ngon, sạch, an toàn và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình? Trong chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm kỳ này, chúng tôi chuyển đến quý vị một số kiến thức trong việc lựa chọn trái cây. Nho. Khi chọn nho, những chùm nho lớn, quả to mọc nước là sự lựa chọn đầu tiên. Tránh mua nho có cuốn đã khô, vỏ nhăn, không còn nguyên chùm. Chọn chùm dày quả, quả to. Do lúc ở trên cây bí gió thiếu ánh sáng nên nho sẽ chua nhiều. Còn chùm có thưa quả thì có thể sẽ ngọt hơn rất nhiều. Lựu. Các lớp vỏ quả lựu ngon sẽ có màu đỏ đến đỏ đậm và không có những đốm sậm. Quả lựu đã chín luôn nặng tay hơn quả chưa chín. Vì vậy, với hai quả có kích cỡ giống hệt nhau, hãy chọn quả nặng hơn. Núm lựu không có màu xanh. Mãng cầu ta. Đối với mãng cầu ta, vỏ phải mềm, màu trắng xanh. Còn mãng cầu ta bở thì vỏ phải cứng hơn. Bạn nên chọn các quả mãng cầu ta tròn, mắt to, cuốn nhỏ, không bị nứt, da xanh non để đảm bảo chín tự nhiên chứ không phải chín do ủ. Những quả mãng cầu ta vỏ mỏng, mắt nở và phẳng là những quả chín thơm ngọt. Dứa. Không nên chọn quả dứa quá thơm vì nó là dấu hiệu của trái cây đang chín quá. Khi chọn dứa, chú ý đến sự đồng đều trên màu sắc của vỏ và các đốm sậm màu. Quả dứa chín hoàn toàn sẽ có phần lá màu xanh lá cây sậm và hơi héo ở đầu. Lá xanh tươi là do quả bị cắt quá sớm. Bơ. Nên lắc quả bơ, nếu bơ chín thì phần hột bên trong sẽ tách ra và kêu lợp cợp. Ngoài ra, ấn nhẹ vào quả bơ. Nếu nó hơi lõm xuống và nhanh chóng hồi lại thì là quả đã chín. Nếu không trở lại như cũ thì bơ đã quá chín. Xoài. Chọn quả to, vỏ căng bóng, màu vàng sáng, không thâm đen hay nhiều vết trầy xước, cầm chắc tay. Chọn những quả xoài có phấn trắng bên ngoài vỏ, chưa rụng cuống, đó là xoài ngon. Riêng xoài thanh ca, chọn những quả nhỏ, dài, mình dẹt,
nhưng da phải căng bóng. Xoài tượng mập mạp còn cuốn, quá già ăn sẽ bớt chua, giòn, ngon. Kính thưa quý vị, chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.